Mồm rồi thế này. Học đấy rồi biết. Bây giờ mình đi cắt chuột đây. Mày hâu vô cục bánh hả? Dạ đi hâu rồi. Đá tôm lên cái. Mày ngồi thao thai mực bánh hà. Tập đá. Chụp 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 mũi mũi mũi. Mở bát tắc về mà phần nào. Vâng. Bát. Thơm mà ngon. Ô mà tắc ba nữa ta, nè. Dạ, bát tắc mặc mặc nọ đây ta. Trời. Bò. Nè. Quá thơm. Bo very good. Original natural bees. Wow.